tiếng Bồ Đề. Em vẫn nguyện cùng anh dùng vườn nắng vừa sơ tới. Thế mà hôm nay đây vẫn vui như ngày hồi, cứ dù hiền tựa anh thiên nga. Chứ dễ với tình bao là như biển cả, với hôm nào em và anh còn xa lạ. Mà giờ đây đôi bạn trẻ đã chung đôi, phải nói rằng đây yêu ta tất xin lòng. Chứ bởi đằng dưới chiếc chồng nằm trên, mà đêm qua là đêm hàn huyên. Thế mà đêm nay với đôi bạn trẻ sẽ là một đêm thắm tình. Dạ vâng, thưa quý vị, anh chị trân trọng và kính mến. Và như vậy theo đồng hồ xe cô và hệ số của ban tổ chức chúng tôi chỉ còn ít phút nữa thôi, thì cuộc tình trăm năm của chú rể Chí Hoài sẽ chúc cùng với cô dâu Thu Huyền sẽ chính thức được bên Đỗ hạnh phúc với nhiều. Một lần nữa chúc các người làm chương trình sẽ thêm mặt cho hai bên gia đình, nhớ lời cho cô dâu và chú rể từ chính trên người mời với toàn thể quý vị các cô cùng bà cô dì chú anh chị và toàn thể các bạn trẻ nam thanh nữ tú là đồng nghiệp của cô dâu và cũng là đồng nghiệp của chú rể. Chúng tôi sẽ cùng nhau nhanh chân dẻo bước trở về với khán phòng tình yêu của bạn trẻ trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin được cùng đoàn chúc mừng những chú ngồi đẹp nhất, ưng ý nhất, sang trọng nhất và cùng nâng ly rượu hồng mừng hạnh phúc chúc trăm năm cho cô dâu và chú rể. Một lần nữa xin được lắng trở kính mời và thân ái kính mời tới toàn thể quý vị. We'll be right back.
nhiệt tình. Xin được thay mặt cho hai bên gia đình với lời chúc mừng và chú rể, xin được thay mặt cho anh em tổ chức sự kiện đến từ trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới miền quê. Xin được gửi đến toàn thể quý vị lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Vâng, anh quý vị khách quý, tôi tự thừa anh người trai lớn thì tình vợ, gái lớn cả chồng, đó là một quy luật tất nhiên của cuộc đời. Để rồi tuổi trẻ tình yêu và khát khao cháy bỏng như chiếc cầu vồng bắc qua cơn mưa, luôn tỏa ánh sáng hào quang. Như có tình yêu cao sang, có tình yêu mạnh mẽ, dù ngày sau còn gian nan vất vả, nhưng đôi trai bạn trẻ chúng ta không quản ngại chi để bước qua một tình bạn chân chính, bước đến một tình yêu đúng vị. Và để rồi cứ để tính ngoài, chúng ta ngày hôm nay đã về đưa với gia đình, gia đình cảm nghĩ cho mình người ta và cô dâu thu miền của chúng ta cũng đã về đưa với mẹ cha. Mẹ cha đồng ý cho ta lấy mình, với mình lại với ta, đẹp biết đôi lứa mặt mà không ra. Và để chắc tết phố núi hiền hòa, tình yêu các bạn trẻ sẽ đẹp như là ánh bình minh. Và ngay sau đây, không để quý vị phải chờ lâu thêm một phút giây nào nữa, xin được trân trọng mời toàn thể quý vị sẽ cùng hướng mắt về cổng hoa để cùng chào đón đôi tân lang và tân gia nhân đẹp và hạnh phúc chúng ta cho buổi trưa ngày hôm nay. Chú rể chính ngoài, thánh linh với cô dâu Thu Huyền, Thu Huyền chính ngoài, vâng xin được trân trọng kính. Chào đón ông Lò Văn Dung đúng không ạ? Vâng, rất tuyệt vời. Xin chào mừng
chú bác có một sức khỏe dồi dào, năm mới chuẩn bị đón Tết thật là vui vẻ, an khang thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn.
tay của bạn Sáu Ly Diệu Tình Diệu Hiếu xin được trân trọng kính mời. Đây xin được trân trọng kính mời chú rể chính ngoài sẽ quyết cùng với cô dâu Thu Huyền chú rể của chúng ta nâng hai ly rượu tình của mình lên và trở về vị trí của mình ạ. Trong đời là gì hai bên gia đình của chúng ta tiếp tục tạo thành một nửa vòng tròn yêu thương như thằng về ống kính cha mẹ của chúng tôi để cùng cùng ly cùng một phút với nhau xin được trân trọng kính mời. Chúc tất cả mọi người có những lời 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 chú